Hello các bác, hôm nay em Nghĩa Việt Nhật tiếp tục chào bán các bác chiếc Toyota Tít cũ trong chuyên mục Beautiful Car, xe siêu đẹp, phải nói là siêu đẹp luôn. Chiếc xe này là Toyota Tít bản 2.0 cao nhất nhá, 2011. Một chủ từ đầu. Chạy đúng 10 vạn zin luôn, full lịch sử bảo dưỡng hãng cho các bác. Xe này thì không có bất kỳ một lỗi gì, cam kết với các bác là hộp số, máy móc, keo chỉ, tất cả thứ nguyên bản. Có đúng một xíu là em cũng nói luôn với các bác là cái cửa này nó có móp gò sơn lại khu vực này. Đấy. Còn lại không có một cái gì hết. Chiếc xe này thì phải nói là một trong những chiếc xe được mệnh danh là xe của chủ tịch huyện đấy. Ngày xưa để sở hữu một mẫu xe như thế này là khá là khó. Atit 2.0 thời điểm 2011 này thì các bác sẽ có một số bản, trong đó cái bản 2.0 này là bản tốt nhất, cao nhất. Thực ra bây giờ như quan điểm em vừa chạy thử nó vẫn cực kỳ bốc, ngọt. Nói chung là không thua kém bất kỳ một cái chiếc xe mới nào bây giờ cả. Option trên con này thì về cơ bản là đủ dùng, chứ còn nó không quá kinh khủng và nhiều option đâu. Mà Tít thì các bác được đánh giá rất cao. Thứ nhất là nó lành. Đây là chiếc xe lành nhất của Toyota, không có một cái mẫu xe nào lành hơn Tít được cả. Thứ hai là nó tiết kiệm, loanh quanh nó chỉ khoảng 7-8 lít 100 cây. Các bác không phải làm bất kỳ một cái gì sửa chữa liên quan đến cái mẫu xe này cả. Cứ 5.000 km các bác đổ dầu cho em một lần, thay dầu cho em một lần, chấm hết. Mà nó có một cái bệnh cố hữu đấy là cứ đèn vàng báo hết xăng là lại tốn tiền, còn lại chả có cái gì cả. Toàn bộ nhá, phần đầu thì các bác nhìn rồi này. Đèn halogen chủ vẫn giữ nguyên như cũ, không có gì thay đổi. Halogen thôi, nếu mà các bác thích thì đèn này là đèn chủ xe đã lên bóng LED rồi nhá, nhưng mà nó chứ không phải là đèn projector đâu, bóng LED thôi. Cũng rất là sáng rồi. Ở bên này, bên hông các bác có một bộ la răng 5 chấu và đặc biệt là cái dàn lốp này là dàn lốp mới, chủ mới thay. Mới thay mấy bảo dưỡng, các bác cứ lấy con này về là chạy thôi, chả phải lăn tăn gì cả. Xe này bọn em về từ chiều hôm qua, không sơn sửa, không làm gì cả. Móp mỗi chỗ này nắn lại tí buổi sáng, xong. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụm điện, có xin nhan trên gương. Đấy. Nói chung là Atit phải công nhận nó lành thật, đi bao nhiêu năm. Đằng sau nhá, các bác có cảm biến lùi này, cam lùi đầy đủ, bản 2.0V. Con này đúng chất xe chủ tịch đấy chứ không, quá tuyệt vời. Lành, Atit nó lành thật. Đây. Cốp thảm theo xe từ ngày xưa, chủ vẫn để nguyên. Lốp dự phòng dụng cụ sửa chữa. Đấy, tất tần tật. Đây các bác vào khoang nội thất thì thấy chủ giữ nào. Em dựng lại ghế đi nhá, vừa chụp cái ảnh. Đây, toàn bộ nội thất là ghế da màu kem sáng. Gỗ với lại da dùng rất nhiều. Đây, ngồi thoải mái lắm, thoáng rộng. Mà Atit nó có một cái mùi thơm đặc trưng, chỉ riêng Atit mới có, hình như là do cái chất liệu da với cái gỗ này mà. Mùi lạ lắm nhưng mà thích. Mỗi tội không có cửa gió điều hòa, nhưng mà bù lại là điều hòa nó rất là mát. Đây, ghế lái toàn bộ chỉnh điện hết này. Đấy. Vô lăng đây. Đây các bác nhìn nhá, vô lăng dạng đê cắt bọc da hết rồi. Đây, đúng 10 vạn zin luôn. Mới bảo dưỡng hãng xong. Start top khởi động thông minh này, lấy chuyển số vô lăng, màn DVD, điều hòa tự động, số 6 cấp. Có đầy đủ hết rồi. Nói chung con này các bác lấy về không phải làm một cái gì. Quá thích. Chủ giữ lắm, hôm qua anh chủ đến đây thì duy nhất xin lại một thứ đấy là cái loa Sub Pioneer ngày xưa anh lắp mất 11 hay 12 triệu thì anh bảo thôi để xe các chú xong anh cũng xin lại cái loa. Ok các bác, được xe các bác mua bán thì cứ thích tháo cái gì, thích lắp cái gì thì bọn em sẽ chiều hết. Rồi em xin phép nhắc lại nhá, Atit 2.0 2011, tên cá nhân Hà Nội, một chủ từ đầu, chạy đúng 10 vạn xịn luôn, full lịch sử bảo dưỡng hãng, giá là 485 triệu. Xe này thì nếu mà các bác nào trả góp thì chắc nó sẽ hơi căng đấy. 2011 bây giờ em làm trả góp cũng hơi khó. Các bác thật sự cần thì có thể hỗ trợ các bác được khoảng tầm 100 triệu, các bác chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm hơn 300 nhá. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và nhớ đăng ký like, subscribe để ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn các bác ạ.